Ông Tư Mốt chỉ cái dãy xanh mù mù trong mưa, bảo cụ lao múc cà tha kìa. Văn ở, nói thấy xa quá hả chú? Ông cười gạt ngang, xa gì, đây tới đó mấy hồi. Rồi chiếc xuồng máy nhỏ mong manh rập rờn đi trong giông gió. Người thành phố ngồi ngắm cái máy hồi của ông già, mừng tuổi thấy màu xanh cây cỏ cù lao đã thẳm trước mắt. Mà sao mới biết mình mừng hụt. Mưa dịu lại, hạt nhỏ rứt, nhưng gió mạnh lên, thổi xà quần, không biết đi đâu là chiều hướng. Ông Tư quăng cho Văn cái can nhựa còn ít xăng, bảo tới khúc mất ngang, coi chừng lật xuồng. Mà có kịp coi gì, Văn thấy mình ngã ập xuống nước, hành lý trôi mất. Lên tới bờ, anh chỉ còn trụi chờ bộ đồ đang mặc. Ông Tư kè chiếc xuồng vô sau, dậm chân dậm cẳng, bước đầu gãi tóc, như thể mình vừa lỡ tay làm nên cơn giông chiều nay. Bởi ông biết rằng mưa gió kia, sóng nước mênh mông kia, và cả màu chiều đang liệm dần kia sẽ làm cho người bác sĩ trẻ này thất vọng. Bác sĩ thứ sáu về làm việc ở trạm xá cù lao. Năm người trước đã ra đi vì không chịu nổi thiếu thốn và buồn. Cù lao Múc Cà Tha nằm gần cuối sông dài. Trên nó một chút có một nhánh sông khác rẽ về phía mặt trời. Rộn rịp được đoạn đó rồi thôi. Múc Cà Tha nằm hiu hắt, lâu lâu mới thấy bóng dáng một con tàu lớ ngớ chạy vào, rồi lại tẻn tò quay lại vì lầm đường, vì không biết đằng sau cù lao là sông Cục. Ngó sông vắng vẻ quá trời buồn, nhìn cù lao còn buồn hơn. Buồn từ mùi ổi chín vạn phất trong vườn, từng giọng người ới lên một tiếng rồi bặt. Dư âm còn thâm u trên các ngọn cây, tiếng cạo cơm cháy xa vặn trong nắng chiều. Từ mé rừng mắm chống lở đất phía trên này đến bờ vườn cây này, gặp được một căn nhà thì lại tiếp đến vườn cây trái khác, cuối cùng là bãi bồi. Dây khoai lang bò lùm xùm phủ kín đất. Bóng người ẩn hiện dọn cỏ dưới các gốc cây. Bên đường thấp thoáng nhiều nắm đất con của những đứa trẻ kiệt sức vì bị đạn mà chỉ được rơ miệng bằng cỏ mực. Những đứa trẻ bệnh sốt xuất huyết chỉ chữa bằng cạo gió, uống nước mía lao, rễ tranh. Những đứa trẻ mắc thương hàn vì thủng ruột, vì tự do chạy ra giường ăn ổi chua, ổi chát. Những gò đất ấy đã cũ mềm rồi, bây giờ người cù lao hiểu biết nhiều, nhưng vẫn còn chuyện mai rủi. Còn người bị rắn độc cắn, chết trên đường đi bệnh viện huyện. Hôm ấy, ông trưởng ấp Tư Mốt tuyệt vọng nắm chặt hơi thở cuối cùng của ông bạn láng giềng trong tay. Tuyệt vọng thấy nó tan đi, ông về nhà viết lên tường trạm xá: cương quyết chỉ chết vì già. Nhân viên y tế nào mới về ngó câu khẩu hiệu ấy cũng cười, cũng thương. Nhưng rồi nửa khuya ngồi ăn mì gói, nghe cú kêu lẫn tiếng radio khọt khẹt, để chút âm thanh đấy cho đỡ quạnh, dạch đi dạch lại tờ báo cũ mềm, họ sực nhớ phải về quê lấy vợ, lấy chồng. Sực nhớ vợ mình mới sinh, sực nhớ tội nghiệp ba má đã già, và họ đã từ giã cù lao. Ông Tư Mốt ờ ra chiều thông cảm, vẻ mặt cố tỏ ra không buồn, nhưng hàm râu xui xị. Họ quắt đò đi rồi, chú còn đứng mãi trên bến, nghĩ dặn đám trẻ cù lao đã được học hành, nhưng chẳng đứa nào chịu quay về. Nên chú bảo với 43 nóc da sống trên Múc Cà Tha, bất cứ người xứ lạ nào đến làm việc ở đất cù lao đều quý, mình phải đối xử cho tử tế, thiệt tử tế. Gặp Văn lần đầu tiên, ông nghĩ ngay phải giữ thằng nhỏ này ở lại cù lao. Thấy cái mặt buồn buồn, ngó bộ đàng hoàng, ông nghĩ là mình có cách, không có gì sâu nặng bằng tình cảm người với người.
thì ông đã rịch chân mấy thầy cô giáo cho đám trẻ cù lao đấy thôi. Hôm Văn đến, bà con ôm lại cho một đống quần áo, góp gạo đổ vô thùng, câu cá đem rộng. Rồi mấy con cá ốm nhom trắng dờ con mắt, lội giặt giờ tới lui chờ hóa kiếp, mà Văn vẫn còn ngợp trong mớ lời mời. Hết nhà này đến nhà khác, bữa thì cháo dịch, cháo rắn, bữa khác tôm nướng, lương ưng. Mà trong Văn vẫn buồn, buồn chen giữa cái cười. Nó tranh thủ cả khi Văn đưa ly rượu lên môi và đẩy ly rượu xuống. Còn lúc uống thì mặt Văn nhăn nhúm lại, vẻ buồn không rõ ràng. Hỏi làm sao buồn thì Văn cười. Ủa, cháu có buồn gì đâu? Hỏi nhớ thành phố à? Văn cũng cười. Không, thành phố có gì mà nhớ. Hỏi nghĩ sao mà tình nguyện về đất cù lao này? Nghe tên Út Cà Tha bộ không ớn sao? Văn lại cười. Không, có nghĩ gì đâu. Cháu chọn nơi nào hẻo lánh ít người. Nghe cái giọng như đời ta là lục bình, trôi đâu cũng được, càng xa càng tốt. Nhưng trưởng ấp Tư Mốt phải làm cho anh chàng hiểu đời anh có ý nghĩa với đất này như thế nào. Thiếu anh, người cù lao sống không nổi chứ chơi à. Buổi sáng có người chạy lại than nhức đầu sổ mũi, buổi chiều thêm chứng chóng mặt đau mình. Vài bà chị phụ nữ đỏ mặt thập thò ngoài cửa, trong bụng rủa thầm ông già Tư Mốt. Đau bụng kinh cũng bắt đi trạm xá, mắc cỡ gần chết. Trưởng ấp Tà Tà dài theo xóm, thấy ai rảnh rỗi thì kêu. Đứng đó làm gì, sao hổng lại trạm xá cho bác sĩ người ta khám? Trời đất, bệnh gì mà khám chú Tư? Ông nói tỉnh bơ, khiều khiều bộ râu. Có chứ sao không, hãy mày nhậu xỉn là ói, để vậy không tốt, lại kiếm thằng Văn đi. Mới đầu thì Văn không biết, nên thấy có bà cụ chống gậy lại bảo bác sĩ coi bệnh giùm. Văn hỏi bà bị gì, bà cười, tôi suy nghĩ chưa ra. Thuốc hết, huyện chưa kịp gửi, Văn ấy nấy, tầng ngần đưa mấy thứ B1, B6 cho con bệnh đau bao tử. Uống xong, ông này phởn phơ đứng dậy, tươi rói bảo. Trời đất ơi, thuốc chú mày hay quá chừng hay. Văn đâm ra lạ, cho tới bữa đám con nít khiêng một thằng bé ở trường lại. Nhào nhát, nó chim của thằng Út Chót bị còng kẹp rồi, nó xưng chù dù nè bác sĩ ơi. Văn mắc cười quá, hỏi sao tới nông nổi vậy. Thằng Út Chót khợm rợm lấy tay bụm chỗ đau, rồi phì vào nó trong nước mắt. Tại bác Tư biểu ai cũng phải đi khám cho bác sĩ vui, chú không bỏ về thành phố, còn đâu có bệnh, tính bắt còng kẹp chơi. Văn chỉ kêu được 2 tiếng, trời ơi. Và anh ta hiểu tại sao ông già ấy lại quan tâm tới mình. Chiều nào ông ta cũng lại chỗ Văn, rủ rỉ rù rì. Ông biết giờ đó bà mụ Năm, nhân viên thứ 2 của trạm xá đã về nhà. Có thể Văn thấy cô đơn. Ông kêu đám thanh niên lại chỗ Văn đàn hát tẳng tằng tăng, dẫn Văn đi câu cá, soi ếch trong mà. Văn tham gia nhiệt tình, nhưng không tha thiết. Như người đi đường thấy vật lạ thì cầm lên, rồi lại bỏ xuống đi tiếp. Có lần ông Tư hỏi nhà Văn ở khúc nào, Văn bảo ở chỗ ấy. Chỗ ấy mà trong bụng buồn cười, nghĩ nói chỗ đó chắc gì ông biết. Nghĩ nói cho có chắc gì ông biết. Nghe cái giọng như thể thành phố nhỏ bằng cù lao. Không ngờ ông biết thật, nói hồi giải phóng, trung đội ông đánh vô đường đó. Ban quân quản còn cấp cho ông một căn nhà đằng trước có khoảng sân ngập tràn bông giấy rụng. Văn hỏi, rồi sao bác lại ra sống ở đây? Ông cười, vì cái đất này cần mình. Nói xong câu ấy, ông lén dò xét coi thằng nhỏ có bắt được ý nghĩa ngầm của ông gửi gắm không. Chỉ thấy Văn ngó lên trời, ngó xa xôi, hỏi nhìn gì. Văn ù ờ, bảo nhìn chim bay, không biết tụi nó bay tới đâu, về tận đâu. Trưởng ấp Tư Mốt thấy bất an, về nhà biểu con gái sớt nửa nồi bí hầm dừa bưng qua trạm xá.
con nga dạ rồi tông tả đi. Nó thường được ông Tư sai bưng thức ăn đến trạm xá cho Văn. Nhiều nhất, thường nhất là món khoai luộc nóng hổi thơm bừng. Bừng rổ khoai từ nhà đến chỗ Văn, khói mềm cả ống tay áo Nga. Trời chở gió chướng, gió ráo hanh nhưng nước lên. Sân trước trạm xá ngập lên láng. Còn Nga xoắn quần quá gối lội qua, thấy Văn nó thưa thẻ thọt. Ba em gửi anh ít khoai. Rồi về. Lần sau nó xoắn quần thấp một chút, bảo anh ăn khoai đi. Sau nữa nó cứ để ống quần bết nước, lọng cọng đứng ngoài cửa, hai gò má rựng lên gọi. Ăn khoai nè. Lúc ấy thì nói ít, thẹn thò nhưng ở lại lâu, dọn dẹp lăng xăng, quét trên quét dưới, bắt nồi cơm lên bếp, làm cá nấu canh chua trái giác. Sung sướng thấy mình bận rộn giống hệt mấy nhỏ bạn lấy chồng. Tội con gái thường hay điên vậy, tới khi xào quần chồng con thật, lại than số mình cực như trâu. Rồi lại sực nhớ tới bếp ở nhà lạnh tanh, nó chạy về. Ông Tư ngồi trước cửa, dấu sự thấp thỏm. Và một chút lưỡng lự, mình tạo điều kiện cho con gái gần gũi vậy có sao không ta? Cố tươi tỉnh, ông hỏi ngay. Con Nga lo cho anh bay xong chưa? Mắc gì mà mày cười suốt từ ngoài đường vào đây? Dạ. Con Nga chối bay. Con đâu có cười, tại ba má xanh cái miệng con vậy mà. Rồi nó lại chạy vô bếp băn khoăn cười thêm một hồi nữa. Chủ nhật, Văn mượn xe đạp chở con Nga đi chơi lòng vòng Cù Lao. Nga ngồi đằng sau khép miệng sượng trân, sợ ai đó thấy hai đứa dày. Một hồi lại sợ không ai thấy, nó tiếc nuối chép miệng. Bữa nay người ta đi đâu hết trơn rồi cả, vắng dễ sợ. Quẹo qua quẹo lại, nói đất nói trời, chỉ thiếu nói lời yêu thương. Cuối cùng hai đứa ra bãi đào khoai. Văn hỏi má Nga đâu, nó cười. Chết rồi xanh em, chết trên xuồng. Văn về ngó cái khẩu hiệu ông Tư vẽ trên tường, thấy nó đỏ như một lời thề. Bữa nọ, Nga đem mấy cần xé ổi ra chợ huyện cần cho dựa, thì gặp đám bạn Văn xốc xếp đứng trên bến. Nga cho quá giang về múc cà tha, mà không hiểu sao trong bụng muốn nhận chìm xuồng cho tụi này bỏ ý định ra Cù Lao cho rồi. Ngồi dưới xuồng, ba thằng trai cứ khen Nga đẹp, nhìn là muốn ở lại đất Cù Lao này hoài. Hai đứa gái biểu môi, tủm tỉm cười, nói bữa nay dê thả tùm lum ngoài đường. Nga không để ý, những lời nói ngọt ngào càng không để ý. Xuồng cập bến, Nga xăm xăm đi trước dẫn đường, tông tả sọc vào phòng sau của trạm xá, cằn nhằn cử nhữ. Sao anh Văn này bày tùm lum như vậy? Cho tụi kia biết, ta đây đã thân thuộc với anh ấy đến mức nào. Văn từ nhà tắm vào, nước trên tóc còn rõ ton ton. Năm người họ xà vô ôm, nhảy tưng tưng. Nói tôi nhớ ông, em nhớ anh quá chừng. Văn ngộp thở vì cái mùi thành thị quen thuộc của nước hoa, của son, của phấn, của khói thuốc lá, của những hơi thở gấp, của sự chen chúc, xô đẩy nhau và những kỷ niệm ùa về. Nhớ quán cà phê chỗ mình ngồi không? Bây giờ đổi tên khác rồi. Văn soi nổi hỏi, vậy con nhỏ phục vụ bốc lửa còn không? Còn, mà chi? Tụi con gái ở phố xưa còn dữ dội hơn. Nhớ ba không? Nhớ không? Nhớ không? Đã dày, đã khác. Mà Hương của mày có con rồi, mày đã quên chưa? Không khí trùng xuống, một đứa bạn cười, kính đáo liếc ra đằng sau, giọng sủng soảng như ly chén bể. Sao anh không chịu để em bù vô nhỏ Hương? Ra đây trốn tình chi cho cực, em nhớ anh thấy mồ. Đôi mắt quét tận chỗ Nga, thấy con gái Cù Lao đứng thừ lừ. Nga nói, thôi em về, luộc khoai đem ra cho anh Văn đãi bạn. Nga qua khoảng sân đầy nước, thì có ông bạn trai chạy theo, lăng xăng nói, trời ơi mát khủng khiếp,
yên tĩnh tuyệt vời quá, cảnh thiệt là thơ mộng. Rồi hỏi, ủa sao không thấy em gái nói gì? Nói gì bây giờ, Nga đi lẹ lẹ đằng trước, nội sợ cuộn lên mong manh. Văn dễ tin lắm, hôm trước con chồn chạy ngang, Nga nói con mèo, Văn cũng tin. Nga bảo cây cỏ trên cù lao này đều do chim ỉa mà mọc lên, Văn tưởng thiệt. Bây giờ người ta nói yêu này yêu nọ, không biết Văn của mình có tin không? Nó cố kìm để khỏi kêu lên. Trời ơi, sao người ta nói chuyện yêu thương dễ ợt, giòn rụm vậy cà. Bằng quay lại trạm xá, Nga còn đi nhanh hơn. Đầu nó có một mớ tro lá dừa đậu hồi thổi lửa. Anh chàng nọ rớt lại dọc đường, bước vô cửa thấy ba bốn người nằm ngủ nghiêng ngủ ngửa. Nga nói ngay, ủa anh kia chưa về hả? Cha, ảnh ở đâu ta? Em không có đi chung. Cho anh đừng suy diễn lung tung, rồi hiểu lầm lòng dạ em. Ngó bộ Văn không để ý, Nga nhẹ lòng thở ra cái phù, hỏi, anh đang làm gì đó? Văn cười, coi nắng cù lao. Trời, nắng có gì mà coi anh. Hôm ấy Văn không trả lời, hôm sau không kịp trả lời, vì Văn đưa bạn ra về rồi không trở lại, lặng lẽ như trốn chạy. Trường ngấp tư mốt đứng ở trạm xá, thấy sao trước trống không, trong lòng nghe đau tiếc như vừa thua một ván bài lớn. Văn không từ giả ông một lời, để nói cháu về vì má cháu đang đau, hoặc cháu ra ngoài trung tâm y tế huyện một tí rồi lên xe đi luôn cũng được. Dù nhìn vào đôi mắt đang cụp xuống kia, biết người ta nói dối, dù trong tâm ông đã giãy tay để chào xa mãi. Một thoáng, ông thấy mình chùng chình, chớ được khúc cây bình bát, ông chống vào đất. Bên ngoài, đất mút cà ta dường như đã có sự thay đổi lớn. Thí dụ như con cá, lá rau, hạt gạo mến thương của người cù lao không ràng buộc được một con người, như đã từng rịch chân ông lại. Thì cái bóng nhỏ nhoi của đứa con gái đang tuyệt vọng đứng ngóng chờ dưới bến, không có ý nghĩa gì hay sao? Tuyệt không đáng gì à?